nằm cạnh thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Dĩ An được thừa hưởng mọi điều kiện để thúc đẩy ngành sản xuất dịch vụ. Kể từ tháng 2 năm 2020, Dĩ An đã lên thành phố, triển vọng tăng trưởng kinh tế càng rộng mở, đem đến cơ hội lớn cho thị trường bất động sản tại đây. Đón đầu thị trường và tiếp nối thành công tại thị trường Dĩ An, công ty cổ phần bất động sản Phú Mỹ Hiệp, thành viên của Bicons, đã phát triển thêm khu căn hộ Bicons B, tọa lạc tại khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bicons B cung cấp cho thị trường nhà ở thêm 20.220m2 sàn xây dựng. Dự án xây dựng trên khuôn viên rộng 2.821m2, gồm một khối nhà cao 24 tầng, có 289 căn hộ, trong đó gồm 5 căn thương mại và 284 căn hộ ở. Kế đó là hàng loạt các tiện ích thư giãn ngoài trời ngay trong khuôn viên nội khu. Cư dân được bơi lội trong làn nước mát ở hồ bơi rộng 150m2, hay thả bộ trong khuôn viên đầy hoa tươi cây xanh, rồi sử dụng các dịch vụ tại hệ thống shop house ngay chân tòa nhà. Ngoài không gian sống, giao thông cũng là một lợi thế mà Bicosby sở hữu. Để đáp ứng hạ tầng xã hội cho thời kỳ mới, hệ thống giao thông Dĩ An đang được chính quyền ở đây đầu tư mạnh mẽ. Ba mặt khu căn hộ Bicosby tiếp giáp khu dân cư và tọa lạc ngay mặt tiền đường D11, có độ giới hiện hữu là 12m. Trong tương lai, tuyến đường này sẽ mở rộng thêm 7m nữa. Từ đây, cư dân di chuyển qua trục đường Trần Đại Nghĩa rộng 17m, rồi vào quốc lộ 1K là trục đường huyết mạch kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các khu vực khác của Bình Dương. An cư tại Bicosby, cư dân không chỉ có được sự tiện lợi về hạ tầng dịch vụ của khu dân cư hiện hữu, còn được thừa hưởng bầu không khí dịu mát nhờ dòng suối Lộ Ô, nước chảy quanh năm và mảng xanh cây cỏ tự nhiên cách đó không xa. Bicosby được thiết kế theo phong cách hiện đại trẻ trung, đem đến môi trường sống năng động, tiện nghi, sạch đẹp. Mật độ xây dựng của dự án chỉ khoảng 36,83%. Diện tích đất còn lại được chủ đầu tư dành phát triển danh mục các tiện ích phục vụ đời sống tinh thần cho cư dân.